Và những năm 40 của thế kỷ trước, khi thế giới còn đang bận chiến tranh, ném hạt nhân nhau bôm bốp, thì tại Trung Hoa mọi thứ yên bình hơn rất nhiều. Chẳng có ai ném hạt nhân cả, họ chỉ ném búa, ném rìu, ném nhau vào hòm xác. Các băng đảng xã hội đen mọc lên như nấm, thống trị cả thiên triều. Đúng là bình yên thật. Nắm đầu tất cả những băng đảng lúc bấy giờ là băng lưỡi búa. Nắm đầu băng lưỡi búa là Đại Ca Sâm. Nắm đầu Đại Ca Sâm là thằng cắt tóc. Đại Ca Sâm là một tên ác ma dã man tàn bạo, giết người không thương tiếc. Với sự độc tài của mình, Đại Ca Sâm đã dẫn dắt băng đảng lưỡi búa lên đỉnh cao vinh quang. Búa đi đến đâu, liềm đi đến đó. Ý tôi là sự kinh hoàng đi đến đó. Nhân dân sống trong sợ hãi, cảnh sát cũng chỉ còn là bù nhìn, nơi duy nhất được yên ổn. Lạ thay, lại là một khu chuồng lợn rách dưới, không ai thèm tới vì quá nghèo. Khu chuồng lợn này được điều hành bởi Bao Tô Công, một ông lão có sở thích đón gió đông, tìm long mạch. Và Bao Tô Bà, một người phụ nữ nóng tính và hay quát tháo người khác. Đôi lúc bà quát bằng Newton thay vì decibel, nhưng nhìn chung bà vẫn là một người tốt bụng. Cho người dân trong khu nợ nhiều tháng tiền nhà, mà chỉ đòi cho có. Cuộc sống của người dân ở khu chuồng lợn cứ thế mà yên ổn sống qua ngày. Ông làm cu li mãi vẫn làm cu li, ông bán vải thì vẫn ái, ông bán bánh thì vẫn nợ tiền nhà, chị này vẫn đi nạo dừa, Justin Bieber vẫn không có nước tắm, Bao Tô Công vẫn đi tìm long mạch, mọi thứ vẫn thế. Cho đến một ngày, có hai tên lang thang tên Tinh và Bài Cốt giả dạng làm người của băng lưỡi búa đến khu chuồng lợn để kiếm trác. Chúng vào tiệm cắt tóc của Justin Bieber và đòi tống tiền anh ta. Fame của băng lưỡi búa có thể lớn, nhưng Justin Bieber thì không hề sợ hãi chút nào. Chưa kể chú bé đần Bài Cốt còn không thuộc được bài Tinh dạy cho. Người dân xung quanh thấy biến cũng kéo đến. Cái gì đây? Ỷ đông hiếp yếu à? Bà ra kìa, ra đây. Lady first. Bà làm nghề gì đấy? Tôi cày ruộng. Bà kéo cày thay trâu à? Thằng lùn kia ra đây. Đời tao ghét nhất những thằng gian dối với nhà chức trách. Ông ra kia, ra xem nào. Lùi lại, tôi không đánh những người học IT. Thằng cu kia, mày đấy. Ai cho mày dùng kỹ xảo ở đây? Người dân ở đây đều trông rất khỏe. Tinh có phần sợ hãi. Justin Bieber gọi bà chủ đến. Bà đánh Tinh từ nhà đến trường. Tinh dọa sẽ gọi người của băng lưỡi búa đến. Ảnh ném một quả pháo, vô tình trúng phải đầu một tên tiểu đại ca của băng lưỡi búa hàng Rio. Tinh đổ tội cho người dân khu chuồng lợn. Rắc rối thực sự kéo đến, và cả trời mưa nữa. Mọi người nên về thu quần áo thì hơn. Nhưng Justin Bieber vẫn đứng lại. Anh không hề sợ băng lưỡi búa. Tên tiểu đại ca định bổ anh thì Justin Bieber đánh cho hắn phải về uống Enlin cả đời. Tên thuộc hạ gọi băng lưỡi búa xịn tới. Đại Ca Sâm và tất cả anh em kéo đến khu chuồng lợn, chúng tưới xăng lên hai mẹ con, khiến anh chàng cu li phải đứng lên nhận tội thay. Cả băng lưỡi búa lao vào úp sọt, nhưng anh không phải cu li bình thường, mà là một cao thủ thập nhị lộ đàm thiếu, tên bên Nhật là Sanji Chân Đen. Tuy vậy anh cũng chỉ cầm cự được một lúc trước khi bị số lượng của băng đảng lưỡi búa áp đảo. Bác thượng mày thấy thế cũng xuất trận, ông là cao thủ Hồng Gia Thiết Tuyến Quyền, tên bên Mỹ là Shang-Chi. Với thập nhẫn trong tay, ông counter hoàn toàn những đòn chém của băng lưỡi búa, chúng chuyển qua dùng súng. Cũng là lúc ông chủ quán ăn lao ra, ông là cao thủ Ngũ Lang Bát Quái Côn. Với những chiếc côn dài của mình, ông phá nát toàn bộ súng ống của băng lưỡi búa và sử dụng tuyệt chiêu quét rác sở trường, khói bay mịt mù. Lúc làn khói tan đi là lúc băng lưỡi búa tàn nát. Từ lúc lập băng đến giờ, đây là lần đầu tiên Sâm đại ca phải chịu mối nhục như vậy. Và đương nhiên là do Tinh và Bài Cốt gây ra. Đứng trước bờ vực sinh tử, Tinh mở khóa thành tựu phá khóa nhanh và thoát chết trong gang tấc. Nhờ đó, anh và Bài Cốt được Sâm tha mạng. Thấy hai thằng này có vẻ dễ dụ, Sâm ca hứa sẽ cho hai thằng vào băng nếu dám đi giết người. Còn hắn có mục đích lợi dụng Tinh sau này. Tinh và Bài Cốt được đưa ra ngoài, thất vọng về độ ăn hại của hai người. Họ cũng muốn được giàu sang, muốn có gái đẹp, nhưng thời này làm việc thiện khó mà giàu được, còn giết người thì họ cũng chẳng làm được, sức lực không có, võ công cũng không, ra đường thì bị người khác coi thường. Tinh nhớ lại năm xưa lúc anh còn nhỏ, một ông ăn mày đã bán cho anh một cuốn Như Lai Thần Trưởng. Anh chăm chỉ tập luyện hàng ngày, cho đến một ngày anh bắt gặp một đám du côn bắt nạt một cô gái câm. Tinh sử dụng Như Lai Thần Trưởng và anh đã thành công trong việc bị cả đám đái vào đầu. Kể từ đó anh tìm được chân lý cuộc sống, hiền lành thì ăn hành liền, phải làm người xấu nó mới gấu. Đúng lúc đó một xe kem chạy qua, Tinh và Bài Cốt tính ăn kem quỷ. Cô bán kem nhìn Tinh đắm đuối như đã quen từ lâu, cô chạy đuổi theo Tinh. Tinh thấy cô không đuổi được mình thì đắc chí cười nhạo. Mặc xác cô bán kem vẫn nhìn xa xăm về phía Tinh. Trở lại khu chuồng lợn, Bao Tô Bà đang trách mắng ba người kia vì đã đem rắc rối đến đây. Trái ngược với Bao Tô Bà, người dân trong khu đều ủng hộ ba người và quay sang trách ngược lại bá chủ. Không chịu nổi đả kích, bá chủ hét lên một tiếng vang trời khiến mọi người phải bịt hết tai lại. Nhưng đả kích đến với bá chủ chưa hết. Phía gần đó, Tinh và Bài Cốt đang chuẩn bị phục kích bá chủ. Anh sử dụng tuyệt chiêu con dao phản chủ của mình và nó đã phát huy đúng tác dụng của mình. Bài Cốt được giao trọng trách, anh sử dụng tuyệt chiêu con dao phản bạn và nó cũng đã làm tốt tác dụng của mình. Bài Cốt lại gần để ngắm kỹ hơn, nhưng anh quên chờ đổi kỹ năng. Nhưng lần này chiếc cán dao đã bay về phía bà chủ. Bà phát hiện ra được hai thằng trời đánh. Bài Cốt hoảng quá, nhấc một chồng rắn đổ hết lên người Tinh. Tinh bị rắn cắn và bị bà chủ đuổi theo. Đứng trước cửa tử, Tinh một lần nữa mở khóa thành tựu lăng ba vi bộ và chạy thoát khỏi Bao Tô Bà. Trở lại cột đèn giao thông, Tinh chật vật với vết thương do dao đâm và rắn cắn. Nhưng đâu ai ngờ nghèo đói cộng ngu si cộng bạn tồi cộng bà già dí lại là một combo kỳ duyên võ học nghìn năm có một, giúp Tinh đả thông kinh mạch, đại thành thần công và nhanh chóng hồi phục các vết thương. Bài Cốt rất ngạc nhiên với khả năng
năng hồi phục của Tinh, nhưng Tinh cũng lơ tơ mơ chả hiểu gì. Quay trở lại khu chuồng lợn, Bao Tô Bà đang xem bói để quyết định ba người này có được ở lại hay không. Nếu thẻ đại cát sẽ được ở lại, còn thẻ đại hung thì phải cút ngay lập tức. Trước khi phải chuyển đi, ba vị cao thủ gặp nhau, cùng nhau so tài lần cuối và hẹn ngày tái ngộ. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Sau thất bại nhục nhã lần trước, Sâm Ca quyết tâm phục thù. Hắn thuê hai đại cao thủ để thanh toán ba người. Tối hôm đó, anh Cu Ly rời đi và chạm mặt một tên đại cao thủ. Anh nghĩ là một người đánh đàn ven đường nên đi tiếp. Phía sau anh, một tiếng đàn gầy lên, là một nhát cắt xuyên thấu tâm can. Lúc anh Cu Ly nhận ra thì cũng đã quá muộn. Tên cao thủ thứ hai vào chỗ bác bán vải, hắn ta sử dụng cửu âm bạch cốt chảo tấn công. Nhờ kinh nghiệm của mình, bác bán vải đã chống đỡ được một lúc, nhưng tên này quay lại hợp sức với tên kia. Hai tên này là cặp bài trùng sát thủ nổi tiếng với tuyệt kỹ lục chỉ cầm ma, chúng chuyển nội công vào cây đàn và bắn ra những thanh đao sắc nhọn về phía bác bán vải. Bác bán vải không thể chống đỡ được. May ông chủ quán ăn đã đến kịp lúc, tuy cản được toàn bộ những thanh đao của hai tên kia, nhưng ngoại công không thể nào so được với nội công thâm hậu. Ông chủ quán bị thương nặng, hai tên sát thủ tung đòn kết liễu về phía hai người, nhưng tiếng hét của bà chủ vang lên làm chấn động trời đất. Hai tên đại cao thủ nhận ra ở đây có thách đấu, không ai khác chính là ông bà chủ của khu chuồng lợn. Bao Tô Công là một cao thủ Thái Cực Quyền, tên hồi còn ở trong võ lâm là Dương Quá. Nhận thấy dùng ngoại công không thể thắng được Thái Cực Quyền, chúng vận nội công bắn hàng loạt bóng ma về phía hai vợ chồng. Bao Tô Bà hít một hơi, thổi bay tất cả những thứ trước mặt. Bà chính là tiểu long nữ trong truyền thuyết với tuyệt kỹ sư tử hống. Hai tên đại cao thủ xin tha mạng bỏ đi. Sâm Ca chứng kiến mọi chuyện định đánh bài chuồn, nhưng Dương Quá và tiểu long nữ đã trên xe từ lúc nào. Hai người dọa hắn không được quay trở lại đây một lần nào nữa. Sâm Ca ngoài mặt nghe theo, nhưng hắn ta vẫn khao khát hy vọng trả thù. Và đã đến lúc hắn ta sử dụng Tinh, người lúc này đang bị một thằng đầu to mắt cận bắt nạt. Đến bài cốt cũng không còn tin việc Tinh có thể trở thành người xấu. Để chứng minh, Tinh chạy đến chỗ cô bán kem lần trước để cướp tiền. Trước sự chấn lột của Tinh, cô bán kem không nói gì, chỉ nhìn anh đắm đuối. Giọt nước mắt trào ra, cô đưa cho Tinh xem một chiếc kẹo mút. Tinh nhận ra đây là cô gái câm mà mình bảo vệ khi xưa. Tuy vậy anh vẫn hất chiếc kẹo rồi bỏ chạy. Trong thâm tâm anh đang có sự dằn vặt, anh đuổi bài cốt đi, bảo cậu ta về quê nuôi heo. Và ngay sau đó, anh bị người của băng lưỡi búa lôi đi. Sâm Ca muốn Tinh đến trại tâm thần để mang một cao thủ top 1 server về giúp hắn. Vì Sâm biết kỹ năng mở khóa siêu nhanh của Tinh, cao thủ này chính là lão quái Hỏa Vân Tà Thần, tên trong giang hồ là Trung Cực Sát Nhân Vương. Tuy bộ dạng trông hơi nhếch nhác, nhưng ông ngay lập tức chứng minh top 1 server võ lâm không phải là danh bất hư truyền. Bằng pha bắt đạn trước mặt toàn bộ băng lưỡi búa, đúng lúc đó Hỏa Vân Tà Thần phát hiện có một nguồn nội công lớn xuất hiện ở quanh đây, không ai khác chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Lý do họ ở đây thì phải tua lại ngày hôm trước. Sau cái chết của ba người tại khu chuồng lợn, Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã tiết lộ lý do mình phải quy ẩn. Họ từng có một đứa con bị chết do ân oán giang hồ, kể từ đó họ không sử dụng võ công một lần nào nữa. Justin Bieber xung phong mong muốn được hai người truyền thụ võ công để trả thù. Nhưng người có thể trở thành cao thủ trong một sớm một chiều là rất hiếm, và chắc chắn không phải thằng này, vì không có ai đủ sức đối đầu với băng lưỡi búa. Cộng thêm cái chết của ba người bạn đáng thương, họ đã thay đổi ý định, tự mình đi tìm băng lưỡi búa để giải quyết ân oán. Việc Hỏa Vân Tà Thần xuất hiện tại đây khiến trận đấu trở nên cân kèo hơn bao giờ hết. Ba người có màn giao chiến long trời lở đất. Thái Cực Quyền của Dương Quá đỡ được đòn của Tà Thần một lúc, nhưng ông không thể theo kịp được tốc độ của hắn mãi. Đến cả sư tử hống cũng không thể đẩy văng hắn ra xa. Tiểu Long Nữ và Dương Quá cùng hợp sức sử dụng chiếc chuông khuếch đại sư tử hống, cuốn văng tên Tà Thần cùng mọi thứ trong ngôi nhà. Cả đời Tà Thần khuynh đảo võ lâm chưa bao giờ nghe đến chuyện sư tử hống có thể xài kèm loa. Hắn ta giả vờ xin hàng và nhân cơ hội đâm một phát chí mạng vào hai người. Tiểu Long Nữ và Dương Quá dùng chút sức lực cuối kẹp chặt tên Tà Thần. Sâm Đại Ca la vào nhưng sợ quá không dám lại gần. Hắn ta sai Tinh đến đánh, nhưng anh lại chọn đánh tên Tà Thần. Hắn ta tức giận thoát ra đấm cho Tinh không còn mặt mũi. Dù bị đánh sắp chết, Tinh vẫn không thay đổi quyết định của mình. Nhờ sự dũng cảm đó, Dương Quá và Tiểu Long Nữ đã chạy thoát và họ cũng đã mang Tinh theo. Tên Sâm tức điên vì Tà Thần không giết được ai cả, máu đang dồn lên não. Tà Thần giết hắn ngay lập tức và tiếp tục truy đuổi hai người kia. Tiểu Long Nữ và Dương Quá đã chạy tới khu chuồng lợn. Trước khi chết, Tinh để lại lời chăn chối là hình một chiếc kẹo mút. Anh vẫn còn nhiều điều phải làm ở trần thế, gặp lại cô gái câm, giúp đỡ người bạn của mình. Và hơn thế nữa, anh cần phải hạ tên Hỏa Vân Tà Thần. Nhờ sự cứu chữa của hai ông bà và khả năng hồi phục siêu nhanh của mình, Tinh đã lành lặn. Nhờ vào những đòn sát thương của cao thủ Hỏa Vân Tà Thần, Tinh đã được đả thông kinh mạch, mở ra tiềm năng mới. Anh chính là tuyệt thế cao thủ vạn người có một trong truyền thuyết. Tinh xuất hiện trong diện mạo mới, một mình xử hết toàn bộ băng đầu búa. Dương Quá và Tiểu Long Nữ nhìn Tinh, họ nhận ra nếu con trai mình còn sống, có lẽ cũng chạc tuổi Tinh lúc này. Tinh đánh hết đám lâu la và đối mặt với Tà Thần. Tuy không có kinh nghiệm, nhưng sức trẻ và võ công cao cường của anh đã áp đảo Tà Thần ở một lúc, bắt hắn ta phải sử dụng tuyệt kỹ mạnh nhất của mình, Hàm Mô Công. Đối mặt với những kỹ năng uy lực quá mạnh của đối phương, Tinh không có cách nào hóa giải. Hắn húc Tinh bay lên không trung, nhìn vào đám mây hình Phật tổ. Tinh thức tỉnh kỹ năng mới, anh lao xuống với tốc độ cao, toàn thân bốc lửa. Anh xòe bàn tay ra, một bàn tay khổng lồ đè lên người Tà Thần. Đó chính là Như Lai Thần Trưởng. Tà Thần giả vờ đầu hàng và sử dụng lại trò bẩn lúc trước. Tinh nhẹ nhàng xòe bàn tay một lần nữa, Tà Thần hoàn toàn bị chôn chân không thể nhúc nhích. Hắn hỏi Tinh chiêu thức đó là gì. Tinh nói sẽ dạy cho hắn nếu muốn. Tà Thần nhìn Tinh, bóng dáng của Phật Tổ thoáng qua,
hắn tâm phục khẩu phục, quỳ xuống gọi Tinh hai tiếng sư phụ. Sau tất cả mọi chuyện, Tinh và Bài Cốt mở một tiệm bán kẹo mút trên phố. Anh gặp lại cô gái câm năm xưa, hai người cùng nắm tay nhau bước vào trong tiệm. Phía ngoài đường, ông lão ăn mày năm xưa lại ra bán cuốn Như Lai Thần Trưởng cho một đứa bé khác và rất nhiều bí kíp võ công khác. Dự kiến là phim sẽ ra khoảng 5 phần nữa. Đấy là tôi dự kiến thế chứ mới có 20 năm. Anh em còn chờ được. Bài học rút ra, làm người xấu hay người tốt thì đều ăn hành như nhau. Vấn đề nằm ở việc bạn có võ công cao hay không mà thôi. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.